Tiếp tục với cháu lên cho các bác một em xe Lead màu 110. Đen. Đúng rồi đấy, vừa báo anh em là có vàng, bạc rồi đỏ, có cả đen luôn, không sai, rất nhiều màu đúng không ạ? Các bác mệnh thủy mệnh kỵ, mệnh thủy mệnh mộc đây ạ. Được ưu ái một chút là giai đoạn này bên em có những cái mẫu này nhiều để phục vụ cho các chị em hoặc các bạn học sinh hoặc đi làm công ty đúng không ạ? Cần một chiếc xe để cốp nhiều, đặc biệt là nó chạy lành, chạy tiết kiệm xăng, dễ sửa chữa. Đấy là những cái gì nó nằm ở trên chiếc Lead 110 bản 209 này hết rồi. Ạ, cốp thì anh em nhìn này, 210 ạ. Sorry, 209 là 10 nó giống nhau thôi. Các anh em không khác nhau nhiều đâu ạ. Rồi, cốp rất là rộng, 33 lít trong cốp đúng không ạ? Rộng hơn cả chiếc Lead vừa rồi. Còn lại về cái tính năng thì anh em yên tâm, nó là được phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng đúng không ạ? Hàng nó là hàng ít ra là xe ga, ngồi nó cũng không bị bắn, bị chân để hai bên thoải mái. Các chị em đi xa vì xe nó rất là thấp nên đi xa cũng vô tư, yên thì rộng, để chân cũng rộng, ngồi thoải mái. Đấy là những cái rất là hay khi mẫu Lead ra đời phục vụ các chị em mình là chính đúng không ạ? Cũng có cái nhược điểm nó là thiết kế nó tiện ích nhiều quá thì đồng nghĩa với việc nó sẽ hơi bị xấu về mỹ quan. Đây là cái cố hữu của cái dòng Lead 110, Ninja Lead gọi là Ninja Lead, chính xác, nó hơi to bè đúng không ạ? Nhiều các em gái đang độ lớn sang chảnh thường là sẽ chê. Đây là cái còn những chị em mà mục đích chính là một chiếc xe tính năng tốt, an toàn, dễ sử dụng, tiện lợi thì mẫu này em nghĩ là hoàn toàn hợp lý đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em này là biển 30X6 ạ, 5975 cho các bác đấy nha. Thực ra là nếu các bác có thể mua về cho vợ con đi này, hoặc là thực ra là các bác đi cũng được, tại vì màu đen nó rất là unisex, nó rất là dễ dùng đấy ạ. Giá thì rẻ vô cùng nhá các anh nhá. Ôi rẻ ơi là rẻ, không thể rẻ hơn được nữa. Nó có 8,7 triệu thôi, chưa đến 9 triệu. Ủa, bất ngờ quá nhỉ, em phải có sợ nhầm sang SCR không? Tại vì thực ra nếu mua một chiếc SCR bọn em phải mua 5-6 triệu, dọn lên sơn si công cán vào chắc phải tầm triệu. Thế là kéo bán ra lại như SCR rồi. Ôi không sao, mua rẻ thì bán rẻ thôi. 8,7 triệu nhá các anh nhá. Hàng chuẩn 2010. Đây anh quay đây này. Anh em nào nhiều khi hay bị hàng một số các họ giật những cái dòng Lead SCR lên thành Lead Honda để anh em bán. Đây, tem này vẫn còn này. Đấy. Đảm bảo cam kết là chuẩn Lead nhá. Bên em bán Lead là Lead mà SCR là SCR. SCR nó là hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Thời điểm Việt Nam chưa có hàng Lead vào thì họ sẽ nhập khẩu bên Trung Quốc. Nhưng đây nó là Lead chuẩn để phục vụ anh em. 8,7 triệu thôi, em nghĩ là không thể rẻ hơn được nữa đâu ạ. Dành cho một chiếc Lead Honda. Anh em nào đang có nhu cầu chọn thì chốt nhanh giúp em nhá. Với cái giá này thì từ xe đạp điện, từ xe cúp 50cc đổi sang là gần như nó cũng hợp lý, không có gì khó gọi là phải cố cả. Vâng, tiếp tục một chiếc em Lead cũng giá tri ân cho các bác nha. Vâng, không, chiếc này thì nó chân chống điện, khả năng là không tri ân được rồi. Hai chiếc chân chống điện. Chân chống điện anh em nhìn nó sẽ cao hơn một chút. Tóm lại là vẫn hơn 10 thôi chứ cũng không đến mức độ anh em quá tầm đúng không? Đây, cái bản tút tút này, cái đầu tay nắm nó có cái tấp tút này. Nó là một mẫu của chân chống điện. Còn về hình dáng nó giống nhau hết các anh ạ. Đấy. Dạ vâng ạ. Em Lead này màu đỏ dành cho các bác mệnh hỏa mệnh thổ đây ạ. Biển em nó là 29G1 12827 cho các bác nha. 12,8 triệu. Đấy, hàng là 12,8 triệu. Chưa có bao dọn, em để cập nhật là anh em đợi một chút để em báo cái giá dọn lên cho anh em xem. Màu đỏ này là các bác đi chơi Tết rồi, có lướt qua đây rồi. Bộ tem anh em nhá, hàng tem xịn vừa mới lên đây. Đấy, hàng đồ dọn đấy ạ. Cộng mới có cái tay sách, cộng với hai bên lướt bên này thì ở tót một chút. Tổng dọn là hết 500. Hai tay nắm có vào. Đấy, để anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chốt. Có sơn đây. Dạ vâng, cháu chào Phạm Văn Chính ạ. Lead 110 2011 bản là màu đỏ, được rất nhiều các chị em thích là cái màu này đúng không? Màu đỏ và màu vàng be này, em thấy rất nhiều các chị em có thể lựa chọn mẫu này. Màu này dành cho bác mệnh hỏa mệnh thổ này, hoặc là các bác nào thích nổi bật giữa đám đông đấy ạ. 13,3 triệu để dành cho anh em mình chọn một mẫu Lead 110 đời 2011 có dọn dẹp rồi đấy, để phục vụ các anh em đang cần một chiếc Lead đi lại đúng không ạ? Rất là hợp lý. Em đi các bác đi chơi Tết này, rồi, đây, đi kiếm tiền hoặc đi ăn. Thực ra là quay cả cốp phải rất là rộng rãi luôn. Vẫn là cái cốp 33 lít anh em nhé. Thoải mái đựng đồ và để đồ chứa thoải mái luôn. Vâng, chào gần 100 anh em đang xem ạ. Bên bếp đỏ anh Nguyễn Trinh Văn 8,5 triệu để cọc luôn. Anh ơi, 87 là thực sự là hợp lý hết rồi ạ. Anh Nguyễn Chính Văn. Vâng, em có thể không kịp được hết. Em đọc lại anh Nguyễn Chính Văn nhá. Có SH160 đẹp không? Chắc là không được anh ạ. Hiện tại không có anh ạ. Hiện tại em đang còn đến 150, 160, em còn một chiếc màu đỏ, còn một chiếc màu đỏ. Anh có thể tí nữa cho chiếc SH 160 màu đỏ ra nhá. 160 màu đỏ. Vâng, anh đợi một chút em sẽ đưa lên. Nó có thay đổi kết cấu về hình thức cao lên hay thấp đi hay là dáng form thôi. Chứ động cơ vẫn là 110. Đấy anh em ạ. Nên là anh em lấy 15 triệu cũng có thể yên tâm với cái máy này, thì đến đời sau 2022 23 bây giờ vẫn đang dùng bình thường. Nên các anh em chọn thoải mái. Máy cực lành, máy Honda, máy 110. Máy nó piston nhỏ, thậm chí nó lại bền bỉ, nó gọi là lâu dài với thời gian. Piston to nhưng đôi khi nó chỉ là bốc, hốc, tốt, nhưng để nói đến độ bền cũng chưa chắc, đúng không ạ? Đấy. Tại sao G100 nó tốt hơn G110? Tại sao Way 100 tốt hơn Way 110? Đây là cũng có cái nhiều anh em so sánh. Nên mẫu Vision đời 2011 cho đến 2014 kiểu dáng mở cốp đằng sau, anh em nhận dạng bằng kiểu mở cốp đằng sau như thế này, thì lại được rất nhiều các bạn có tí chuyên môn về kỹ thuật bạn lại lựa chọn, đúng không ạ? Có thể hình thức đuối nhưng mà bù lại thì giá thành này rất hợp lý rồi, có 15 triệu thôi. Còn anh em lấy cái mẫu Vision đẹp của form 214H lên thì đôi khi các anh em lại xác định phân khúc giá phải trên 20 cơ, chứ 15 không mua được. Đấy. Nên chị em nào đang có nhu cầu có thể tự tin lựa chọn đi ạ, đúng không ạ? 15 triệu thôi, máy tốt, máy chất, yên tâm sử dụng. Vâng ạ, hoặc là các bạn nào sinh viên này, các bạn cũng có nhu cầu là mua về một cái giá vừa phải thôi, thì các bạn có thể lựa chọn những dòng này. Tại vì các bạn sẽ đi khoảng 3-4 năm xong các bạn đổi sang một em xe khác. Lúc đấy là mình đi ra ngoài làm mình có tiền rồi ạ. Thì nhà cháu vẫn sẽ hoan nghênh khi các bác đến mà. Anh Nguyễn anh Nguyễn Trình Văn SH đâu? Vâng, đây em ra luôn đây anh nhá. SH đỏ. Tiếp tục. Vâng ạ, cháu chào tất cả các bác đang xem livestream nha. Đây, tiếp tục lên cho các bác một em Lead nhưng mà đời cao hơn cho các bác nha, đời 2013 đây ạ. Anh Phạm Bảo Hiếu. Vâng, đúng rồi anh ạ, xem live buổi chiều. Anh chia sẻ giúp em đi. Buổi chiều nó ít, anh em ít người xem quá nên là anh em có thể chia sẻ mạnh hơn đi ạ, để bên em có thể tương tác nhiều hơn, cũng nhiều người biết đến đường live bên em hơn ạ. Đúng rồi ạ, tại vì các bác sẽ rảnh, nhà cháu sẽ live vào tầm buổi trưa, lúc đấy là tầm các bác ăn sáng, các bác ăn trưa, các bác có thể vừa xem live vừa ăn trưa. Nhưng mà đến cái tầm này thì cháu nghĩ là chắc là các bác một vài bác đang trên đường đi về. Vâng. Anh em có thể xem lại giúp em, hoặc anh em cứ chia sẻ giúp em, hoặc comment đến đây để có thể nhiều người biết đến, nhiều người tương tác. Vâng ạ. Cũng là những cái chưa mua ngay thì sau anh em mua, hoặc chưa cần thì có người thân có thể cần, có thể tư vấn, đúng không ạ? Đang cần chiếc Lead 125 chẳng hạn thì bảo đây đang xem chiếc Lead 125 màu trắng 2013 của Hoàng Kiên đây. Giá để cho anh em mình trên live là 19 năm thôi, một chiếc Lead 2013 19 triệu 500. Anh em lưu ý máy là máy 125, máy nó sẽ được đế êm, mở cốp ở trên. Đấy, tất cả những cái cải tiến của xe Honda nó đã vào đây bắt đầu ổn định rồi. Máy 125 này, đấy, anh em này, cực kỳ êm và chất. Hình thức thì không phải dọn dẹp gì, màu trắng tinh nguyên rất là đẹp, đúng không ạ? Đây. Vâng ạ, em này là biển Hai Bà Trưng cho các bác. Biển phố luôn. Giá thì cũng không hề có vấn đề, 19 triệu 500 thôi. Anh em hoàn toàn có thể đang sử dụng một chiếc Way, một chiếc Vision, nó máy 110 yếu, hoặc một mẫu mà chưa ưng có thể chuyển sang cho em ngay mẫu này. Ưu điểm máy 125 đảm bảo là 2, 3 thậm chí 4 người, có cả người đứng trước ngồi, chạy lên đi đường vẫn thoải mái, không sợ yếu, không sợ ì. Đấy. Dáng rất đã được cải tiến. Vâng, dáng cũ 110 béo xấu, dáng mới thanh cảnh đẹp hơn. Đấy. Vâng ạ. Trông nó thanh cảnh. 19 triệu 500. Vâng. Nó một thì đấy tiểu thư Đài Cát đấy ạ. Chính xác. Kiên Lai có hỏi là nhà mình có xe Min không ạ? Có một chiếc Min khờ anh ơi. Sáng em vừa live sếp mua là 9 triệu cộng 2,5 hay là 3 gì đó. Anh gọi lại hotline giúp em, thì vì sáng lúc đấy em này đang bận nên em chưa cập nhật được giá chính xác anh nhá. Mua của anh Đông ở Hưng Yên. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đang có mặt trên hai bếp. Đây, 19 triệu 500. Máy vẫn đang nổ, xe vừa mới rửa xong, đúng không ạ? Ngon, chất, rẻ, hợp lý. Để cho anh em nào đang có nhu cầu thì chốt sớm giúp em. Em này là biển 29D151135 cho các bác này nha. Các bác thực ra là các mẹ bỉm sữa này, cháu thấy là anh, được cái là cốp nó rất là rộng, nên là các mẹ bỉm sữa thì thường rất sẽ là ưa chuộng như thế này. Đi đâu này, đưa con đi tiêm phòng, hoặc là cả gia đình đưa con. Anh Phạm Bảo Hiếu tưởng xe để ngắm. Đồ cho trẻ. Vâng, chưa cần thì là ngắm anh Hiếu ạ, nhưng khi cần thì anh lại phải cân đối, nghiên cứu, hoặc có người cụ thân cần. Anh cứ chia sẻ giúp em. Trước mắt thì cũng có nhiều anh em xem live là chưa thực tế cần đến chiếc xe này, hoặc cần những chiếc xe bên em live, nhưng mong anh em cũng có thể chia sẻ giúp bên em, để cũng có lúc mình cần đến, đúng không ạ? Tại vì mình xem mình